Điều mà em ấn tượng nhất khi tham gia Hoa Khôi Sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội 2024 là em đã có thêm rất là nhiều những người bạn mới, cùng nhau tạo ra kỷ niệm đẹp trong hành trình này. Xuyên suốt các buổi luyện tập thì em cảm nhận được rằng các thí sinh đã rất là nỗ lực, cố gắng để đem đến những phần thi tỏa sáng và mãn nhãn nhất. Em hy vọng là các bạn thí sinh của đêm chung kết hãy luôn giữ vững tinh thần tự tin, bình tĩnh và quyết tâm để có thể đem đến một đêm thi thực sự ý nghĩa. Qua cuộc thi Hoa Khôi Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 2024 đã giúp cho em có nhiều trải nghiệm thú vị qua những chuyến đi. Đặc biệt hơn hết, chúng em còn được training một kho tàng kỹ năng mới như posing, catwalk, hô tên, ứng xử và quay MV rất chỉnh chu qua từng các vòng thi. Và em còn được kết bạn với những cô gái xinh đẹp và tài năng trong cuộc thi. Em tin rằng không chỉ em mà tất cả các bạn trong cuộc thi sẽ có cho mình một phần thanh xuân tươi đẹp và đáng nhớ nhất. Đối với mình thì cuộc thi không chỉ nâng tầm giá trị và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam mà còn nâng cao giá trị nhân văn về đạo đức, trí thức, tài năng, sự sáng tạo và lòng nhân hậu đến với cộng đồng và xã hội. Cuộc thi Hoa Khôi Sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội đối với em là một hành trình mới mẻ để em có thêm sự trải nghiệm, sự tự tin, kỹ năng giao tiếp, những kỷ niệm và những mối quan hệ mà mình tạo được cũng là điều quý báu mà em có được sau cuộc thi. Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban tổ chức đã luôn hỗ trợ hết mình cho em cũng như là tất cả các thí sinh khác. Con cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình và bạn bè xung quanh đã luôn hỗ trợ và ủng hộ cho hành trình này của con. Cuộc thi Hoa Khôi Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2024 là một cuộc thi vô cùng bổ ích và đã trải qua một chặng đường thành công rực rỡ và sắp đi đến hồi kết. Em xin chúc cho tất cả các bạn thí sinh cũng như bản thân mình sẽ có một sự chuẩn bị chỉnh chu để đạt được những thành tích như mình mong muốn và có một phần trình diễn rực rỡ vào đêm chung kết. Sau khi tham gia cuộc thi Hoa Khôi Sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội, em đã trau dồi được rất nhiều kiến thức, kỹ năng và đặc biệt là sự tự tin. Và em tin chắc rằng mỗi cô gái khi đến với cuộc thi thì sẽ đều rất là tỏa sáng. Cuộc thi Hoa Khôi Sinh viên của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã giúp cho em tự tin hơn rất là nhiều, nâng cao được những kỹ năng cần thiết để phục vụ bản thân trong tương lai. Và đối với em, hành trình Miss SUC năm 2024 là một hành trình đáng nhớ nhất trong 4 năm đại học của mình. Xin chào tất cả các bạn, mình là Lý Thị Phương Linh, số báo danh 23 đến từ khoa viết văn báo chí. Rất vui mừng khi mà Phương Linh được góp mặt trong top 21 vòng chung kết Miss SUC năm 2024. Và mình muốn gửi thông điệp tới các bạn rằng là các bạn hãy cứ thay đổi và cố gắng tỏa sáng với bản thân mình. Đừng cố gắng trở thành bất kỳ một ai khác cả, bởi vì các bạn là chính các bạn, không ai hoàn hảo và không ai giống ai cả. Có một câu nói rằng là nếu bạn mang những viên gạch từ ngôi nhà cũ để xây tiếp tục một ngôi nhà mới thì ngôi nhà mới sẽ không thể tốt hơn ngôi nhà cũ được. Vì thế nên các bạn hãy cứ cố gắng, hãy cứ tỏa sáng bản thân, hãy tự tin và tin tưởng vào bản thân mình để các bạn có thể tỏa sáng hơn nhé. Hành trình đi tìm kiếm chiếc vương miện danh giá của các thí sinh sắp kết thúc, một hành trình đầy nỗ lực và cố gắng. Chúc cho các thí sinh của chúng ta sẽ thật tỏa sáng và rực rỡ trong đêm chung kết nhé. Em rất vui khi được tham gia cuộc thi. Em được quen nhiều bạn mới hơn, đặc biệt là học được nhiều kỹ năng catwalk mới khiến cho mình cảm thấy tự tin hơn. Trước khi đăng ký và tham gia cuộc thi thì em luôn mang tâm thái là đến với cuộc thi để học hỏi kinh nghiệm từ ban giám khảo cũng như là các thí sinh. Và đúng là khi tham gia cuộc thi Hoa Khôi Văn hóa Miss SUC 2024 thì em được học hỏi rất là nhiều từ những kiến thức hay là những kỹ năng mới và đặc biệt là sự tự tin. Trước đây thì em không phải là một cô gái quá là tự tin về bản thân, nhưng em tự thấy là bản thân mình khá là ngại ngùng và rụt rè tham gia các hoạt động cũng như là trải nghiệm mới. Nhưng mà sau khi tham gia cuộc thi thì em chắc chắn rằng bản thân mình đã tự tin hơn và em rất cảm ơn vì điều đấy ạ. Khi đến với cuộc thi Khoa Khôi Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội 2024, mình đã tiếp xúc và học rất nhiều kỹ năng mới, đặc biệt là sự tự tin trên sân khấu. Bên cạnh đó thì mình đã được làm quen với rất nhiều người bạn mới rất xinh đẹp tuyệt vời ạ. Trong quá trình tham gia cuộc thi Hoa Khôi Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2024 thì điều mà em cảm thấy vinh dự và tự hào nhất khi mình là một phần của cuộc thi và hơn hết thì em đã được học tập và rèn luyện cùng tất cả các bạn thí sinh để có những kỷ niệm đẹp với nhau và đấy chính là dấu ấn đẹp nhất của tuổi thanh xuân của em. Hơn cả một cuộc thi về nhan sắc, Hoa Khôi Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội là cơ hội để em được học hỏi, trưởng thành và hoàn thiện bản thân mình hơn. Thông qua cuộc thi thì em cũng muốn gửi gắm đến tất cả mọi người rằng hãy tự tin vì ai cũng có một giá trị riêng và ai cũng có thể tạo ra những điều khác biệt. Đối với em, việc ghi tên mình vào vòng chung kết của cuộc thi là sự nỗ lực của bản thân và sự yêu thương giúp đỡ của mọi người. Mỗi một vòng thi là một hành trình, mỗi một hành trình mà em tham gia đều mang những giá trị riêng. Qua khoảng thời gian từ vòng sơ khảo cho đến hiện tại, em đã học tập và rèn giũa bản lĩnh, sự tự tin, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Từ đó em có thể mang được những giá trị tích cực đến với cộng đồng. Đó cũng chính là mục đích để em đăng ký tham gia cuộc thi lần này.
Hành trình đến với cuộc thi của mình là một hành trình vô cùng ý nghĩa với vô vàn cảm xúc. Nó đã để lại cho mình những trải nghiệm và những bài học đáng quý. Và hy vọng rằng top 21 của chúng ta sẽ có một đêm chung kết thật thành công và rực rỡ. Đối với em, mỗi lần trải nghiệm là một lần học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Đến với cuộc thi Hoa khôi sinh viên của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, em đã học được rất nhiều kinh nghiệm và tích lũy được nhiều kiến thức. Qua cuộc thi Hoa khôi sinh viên Trường Đại Văn hóa Hà Nội năm 2024 thì em cảm thấy bản thân mình đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Chúng em không chỉ được training, được trau dồi thêm về kiến thức, kỹ năng mềm mà còn có thêm rất nhiều những mối quan hệ đáng quý. Và một lần nữa thì em xin được gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức cuộc thi Miss SUC năm 2024 đã tạo nên một sân chơi để giúp mỗi một thí sinh có thể hiểu hơn về giá trị của bản thân mình và tự khai phá được năng lượng tiềm ẩn ở mỗi người. Thi Hoa khôi sinh viên là một cuộc thi đầy ý nghĩa và màu sắc, là nơi mà các bạn được thể hiện tài năng, nhan sắc và trí tuệ của bản thân. Qua cuộc thi thì em được đúc rút rất là nhiều kinh nghiệm, được học hỏi thêm rất là nhiều điều mới, được kết nhiều bạn mới. Đó là những điều mà quan trọng nhất đối với bản thân em, là một bước đệm rất lớn để em có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đến với cuộc thi Hoa khôi sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội với nhiều những lo lắng và bỡ ngỡ, thì giờ đây cuộc thi đã giúp em trau dồi những kỹ năng cũng như là sự tự tin để bản thân có thể tỏa sáng nhất trong cuộc chung kết. Và không chỉ vậy thì cuộc thi đã giúp em gặp mặt và có những tình bạn chân quý, đặc biệt là với top 21 các thí sinh tài năng xinh đẹp. Cũng tại đây em xin gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức cũng như là các thầy cô đã tạo điều kiện giúp em được tham gia cuộc thi một cách thuận lợi nhất ạ.